trường đã dứt, nhưng dư âm còn vọng mãi. Dù đi muôn dặm non sông, còn nghe tiếng trống rục trong tim này. Có khi nào ta chợt nghe tiếng trống trường vang lên, bất chợt đánh thức ký ức tuổi học trò trong veo. Tiếng trống như rục rã chúng ta từ khắp mọi miền đất nước, từ những phương trời xa xôi cùng hội ngộ lại dưới mái trường thân yêu, để trở về một thủa học trò trong sáng, hồn nhiên vô tư của 20 năm trước. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 20 năm với biết bao thăng trầm. Từ ngày chia tay nhau, chia tay mái trường, chúng ta với những ngã rẽ riêng, bên cạnh những niềm vui, niềm hạnh phúc là những khó khăn, vất vả, những nhọc nhằn lo toan, không khi nào ngừng của cuộc sống. Nhưng hôm nay, xin thời gian đừng trôi quá mau, mọi muộn phiền cũng xin tạm gác lại, để chúng ta được bên nhau dưới mái trường tương yêu dấu, được một lần nữa quay trở lại tuổi học trò hồn nhiên 20 năm về trước. Qua bao năm trở lại trường xưa, hôm nay tôi gặp lại bạn bè, gặp lại nhau sao xuyến bồi hồi, gặp lại thầy cô mến yêu. Sau bao năm trở lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm. Đã bao năm nay mới trở lại trường xưa dấu yêu. Lòng nghẹn ngào khi về thăm trường cũ, trường còn đây, tường mái phủ rêu đầy, bao bè bạn từ thuở còn thơ ngây, cùng về đây vui vầy ngày họp mặt, cái bắt tay và những cái ôm thật chặt, 20 năm xa mặt chẳng cách lòng. Chào mừng tất cả các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn về dự họp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho ban tổ chức xin gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với biết bao kỷ niệm đẹp. Sau 20 năm, niên khóa 1999-2003 ngày xưa mới có dịp trở lại trường xưa, gặp lại các thầy cô giáo kính yêu và các bạn bè thân thiết thừa nào. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003, em xin trân trọng gửi tới thầy cô sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hội họp này, chúng em xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô kính yêu và các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống. Xin gửi tới các bạn của tôi năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn và gia đình vạn sự như ý, thành đạt và hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và ý nghĩa. Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng bền chặt, gắn bó. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay thầy cô, rời xa mái trường, đến nay đã tròn 20 năm. Trong thời gian ấy, mỗi chúng ta, ai ai cũng mê mải theo ước vọng riêng của mình, cùng với khát vọng được làm những điều có ích cho đất nước, cho nhân dân và cho gia đình. Cùng với khát vọng đó, chúng ta mong ước trở lại trường xưa, được gặp lại các thầy cô và các bạn thân yêu. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng được cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi. Và cũng trong xúc cảm đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường để một lần được gặp lại các thầy cô thân yêu và các bạn. Hôm nay, được sự nhất trí và tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng cùng Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng, thể theo nguyện vọng của các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003, chúng em cùng nhau long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm gặp mặt 20 năm ngày ra trường để tri ân thầy cô kính yêu và bạn bè tìm gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Trong buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hôm nay, chúng em vinh dự được đón tiếp các quý vị đại biểu, các thầy
thầy giáo, cô giáo về tham dự. Xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Xuân Trường, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thượng. Ông Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Thượng. Ông Hoàng Cường, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng. Ông Vũ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng. Ông Vũ Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng. Ông Đặng Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Xuân Thượng. Bà Mai Thị Dung, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Thị Dung, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thượng. Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng Công an xã Xuân Thượng. Xin được nồng nhiệt và chào đón trân trọng giới thiệu cô Đỗ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng. Thầy Vũ Đức Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được nồng nhiệt và chào đón sự có mặt của cô Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thượng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được lồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thượng. Cô Đỗ Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thượng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Thanh Thế, Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng. Thầy Vũ Văn Điển, Nguyên Hiệu Phó Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu cô Mai Thị Hoa, Nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Nguyễn Thị Tấn, Nguyên Hiệu Phó Trường Tiểu học Xuân Thượng. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đỗ Thị Phòng, Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức xã Xuân Thượng. Về dự hội nghị kỷ niệm gặp mặt 20 năm ngày ra trường hôm nay, thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng giới thiệu các đại biểu đại diện cho hội học sinh các niên khóa 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, về tham dự buổi lễ hôm nay, một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón các thầy giáo, cô giáo từng giảng dạy tại Trường Tiểu học Xuân Thượng, Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng đã đồng hành dìu dắt chúng em trong những tháng, chúng em ngồi trên ghế nhà trường. Đặc biệt, xin nồng nhiệt chào đón các bạn cựu học sinh Trường Trung học Cơ sở Xuân Thượng niên khóa 1999-2003 về tham dự ngày vui trọng đại này. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức của Hội Cựu học sinh niên khóa 1999-2003, em xin gửi tới các thầy cô sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc. Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Xin gửi tới các thành viên trong tập thể lời chào chân quý nhất. Chúc các bạn trong gia đình, chúc các bạn và gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc cho buổi lễ kỷ niệm của chúng ta hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa các quý vị, thưa thầy cô, thưa các bạn, dưới mái trường này, những người đỡ đò thầm lặng đã dẫn dắt chúng em đến bên bờ trí thức. Thầy cô đã chỉ dạy cho chúng em biết nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em hiểu giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười và sự ấm áp của đôi bàn tay. Thủa ấu thơ ngày hai buổi đến trường, hiếu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Và đã không biết bao nhiêu lần, những cô cậu học trò dại dột, vô tâm đã khiến cái thầy cô mình phải phiền lòng. Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời của chúng em, cho chúng em cảm nhận được những yêu thương vô giá. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa thầy cô và các bạn, vậy là đã trải qua hơn 20 năm xa trường, xa lớp và cũng gần ấy thời gian chúng ta đã trưởng thành với bao no toan suy nghĩ. Nhưng có một điều trong mỗi chúng ta đều không thể quên được những ngày tháng còn học chung dưới mái trường này với những niềm bồi hồi như thôi thúc chúng ta trở về. Để rồi hôm nay, một lần nữa được gặp lại các thầy cô và các bạn thân yêu. Trong buổi lễ hôm nay, chúng ta rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn
là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các thầy cô, là dịp để chúng ta xích lại gần nhau hơn. Và hôm nay, trong khoảnh khắc bồi hồi này, chúng ta cùng thực hiện những nghi lễ, những chương trình có ý nghĩa, những kỷ niệm còn đẹp mãi trong tập thể của chúng ta. Để mở đầu cho buổi lễ trang trọng này, ban tổ chức xin kính mời bạn Mai Thị Vân, đại diện cho cựu tập thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003 lên đọc diễn văn kỷ niệm về thăm trường xưa. Xin trân trọng kính mời bạn Vân. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, trong không khí sôi nổi cùng cả nước chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Hôm nay, Hội học sinh niên khóa 1999-2003 long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 ngày ra trường. Thay mặt cho các bạn học sinh niên khóa, em xin được gửi tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt kỷ niệm 25 ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chia tay bè bạn ngỡ vừa hôm qua. 20 năm cũng thật xa, giờ đây ngoảnh lại sắp già còn đâu. Hè này hẹn gặp lại nhau, thầy xưa trường cũ bạn đâu nhớ về. Đã 25 ngày ra trường, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất. Trong giờ phút này, ai ai cũng ngập tràn hạnh phúc vì được gặp lại các thầy, các cô, được gặp lại bạn bè và được trở lại mái trường xưa. 20 năm ngày ra trường, kể từ ngày học sinh khóa 1999-2003 tạm biệt ngôi trường Trung học cơ sở Xuân Thượng để thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Chia tay nhau, chúng em như đàn chim tung cánh, mỗi người một nơi, một công việc, một cuộc sống riêng với bao no toan thường nhật. Hôm nay, trở lại mái trường xưa, sau 25 ngày xa cách, trong mỗi chúng em vẫn còn vẹn nguyên những cảm xúc nâng nâng khó tả. Bao kỷ niệm về một thời cắp sách đến trường, cứ hùa về. Chúng em được hòa vào niềm vui, xúc động bên những cái bắt tay thật chặt, nụ cười rạng rỡ, ân tình giữa thầy cô và bạn bè. Mái trường này, nơi chúng em được các thầy, các cô chắp cánh biết bao ước mơ, hoài bão của cuộc đời. Những cô cậu học trò nhút nhát năm nào đều đã trưởng thành. Có bạn là kỹ sư, bác sĩ hay là doanh nhân thành đạt. Bên cạnh đó, có nhiều bạn đang tiếp nối các thầy, các cô đứng trên bục giảng, tận tụy dìu dắt thế hệ tương lai. Những thành tích đó, niềm tự hào đó, chúng em xin kính tặng quý thầy cô với niềm tri ân sâu sắc nhất. 20 năm trôi qua đã thật nhanh, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, nhưng ký ức của tuổi học trò thì không thể. Ngày ấy, ở cái tuổi 11, 12, lứa tuổi học trò chúng em bước vào ngưỡng cửa trường Trung học cơ sở Xuân Thượng với bao niềm vui háo hức, từ nạ thành quen, từ quen thành thân. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Biết bao kỷ niệm vui buồn ngày ấy với những lần nghịch ngợm, bị thầy cô trách phạt hay những lúc không học bài làm thầy cô giận. Nhưng rồi, thầy cô cũng tha thứ cho chúng em bằng sự bao dung và tình yêu thương vô bờ bến. Những lúc ấy, chúng em đâu biết rằng đó chính là bài học làm người mà thầy cô đang xây đắp cho chúng em. Tất cả là hành trang giúp chúng em vững bước vào đời. Trở lại mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm của một thời dấu yêu, chúng em càng biết ơn các thầy cô, biết ơn những năm tháng được sống, được học tập dưới mái trường này. Dù ở đâu, làm gì, mỗi chúng em luôn luôn trân trọng những bài giảng của thầy, lời dạy của cô và những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Ngày ấy chia tay, một bầu trời kỷ niệm của tuổi học trò. Hôm nay, 25 trở về mái trường xưa, chúng em không khỏi tự hào khi thấy ngôi trường Trung học cơ sở xã Xuân Thượng giờ đây đã khang trang, bề thế. Cảm xúc thật bồi hồi khi vẫn còn đây, dãy lớp học này, những hàng cây bé nhỏ ngày ấy giờ đây đã tỏa bóng mát cho bao thế hệ học trò. Tất cả những hình đẹp cứ ùa về như mới ngày hôm qua. Mong mỏi ngày hội ngộ, không ít bạn ở xa đã đếm từng ngày để được trở lại mái trường xưa, để gặp lại các thầy, các cô, các bạn và ôn lại kỷ niệm của một thời áo trắng.
Trong giây phút xúc động này, các bạn hãy hàn huyên, tâm sự thật nhiều, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời dấu yêu và chia sẻ cảm xúc của mình với các bạn ở xa không về dự được. Buổi gặp mặt này là một kỷ niệm đẹp, đáng trân trọng trong hành trang của cuộc đời mỗi chúng ta. Mặc dù bận rộn với công việc gia đình, nhưng các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo đã quan tâm dành thời gian về dự buổi gặp mặt với chúng em hôm nay. Thay mặt cho học sinh niên khóa 1999-2003, em xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ và luôn theo dõi, ủng hộ chúng em. Xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em được tổ chức buổi gặp mặt ngày hôm nay. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn cựu học sinh khóa 1999-2003, xin được kính chúc các quý vị đại biểu, các quý thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, chúc trường ta ngày càng khang trang, phát triển. Chúc các bạn có một ngày thật vui, thật ý nghĩa sau 20 năm trở về mái trường xưa, và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với những thành tích mới, niềm vui mới và thành công hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn những lời phát biểu của bạn Vân. Tập thể cựu học sinh niên khóa 1999-2003, chúng ta đã có những ngày chung trường, chung lớp, chung bạn bè và chung thầy cô. Chúng ta đã xây dựng và duy trì một tập thể vững mạnh. Ngày hôm nay, chúng ta đã làm nên một sự kiện, một dấu ấn trong cuộc đời, và mong rằng tập thể chúng ta luôn đồng hành, gắn bó dài lâu bên nhau, cùng nhau tạo thêm nhiều sự kiện tốt hơn trong thời gian sắp tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn, để cảm tạ công lao to lớn của thầy cô, để gợi nhớ những kỷ niệm trường lớp, tình cảm bạn bè trong những năm học cho tới tận bây giờ, bằng tình cảm từ trái tim đang nóng của toàn thể các bạn đã có mặt tại đây, xin kính mời các quý vị đại biểu, thầy cô kính yêu và các bạn thưởng thức một số tiết mục văn nghệ do các bạn trong niên khóa biểu diễn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô và các bạn, trong mỗi chúng ta hẳn các nhiều thầy cô và các bạn học sinh không khỏi bồi hồi nhớ về những kỷ niệm ngày đầu đến trường, về thầy cô bạn bè bên mái trường mến yêu. Mỗi sáng đến trường lại vang vọng đâu đây câu hát: khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy, lại làm lòng ta càng xao xuyến hơn. Chúng ta cùng trở lại lớp học ngày xưa với những hạt bụi phấn trên mái tóc người thầy qua bài hát Bụi Phấn do hai bạn Quang Trường và Bích Nụ biểu diễn. Xin mời hai bạn. Thank you.
cảm ơn giọng hát rất ngọt ngào và đầy xúc động của bạn Trường và bạn Lụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn, sau 20 năm mùa hoa phượng, các bạn học sinh trung học cơ sở Xuân Thượng niên khóa 1999-2003 một cái dịp gặp lại nhau, bồi hồi xúc động, bao nhiêu kỷ niệm ký ức xưa lại ùa về. Trong không khí ấm áp, tràn ngập yêu thương của tình thầy trò bạn bè, các bạn nữ xin kính gửi đến các quý vị đại biểu, thầy cô kính yêu và các bạn bài nhảy Về Lại Trường Xưa. Xin mời các bạn chuẩn bị tiết mục của mình. Trang phát triển của chúng em trong suốt quá trình mà sau 20 năm ra trường. Thật bồi hồi và xúc động hôm nay được gặp lại các thầy cô và các bạn. Chúng em thật sự rất là xúc động.
và có những lời nói có lẽ là chúng em không thể nói thành lời được. Các bạn 9A ơi, các bạn 9B đâu, các bạn 9C đâu nhờ. Tôi muốn nhìn thấy cánh tay thật cao của bạn một lần nữa. Xin mời các bạn. Hôm nay các bạn có thấy vui không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn, ngay sau đây chúng em xin dành tặng đến các quý vị đại biểu, thầy cô kính yêu của các bạn một niềm vui nho nhỏ. Các bạn hãy nhảy múa sạp. Xin mời các bạn chuẩn bị tiết mục của mình.
trở về đây, về với mái trường đã 20 năm xa cách. Ngôi trường này đã có nhiều đổi thay về cơ sở vật chất, đặc biệt là chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng lên, là địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh. Chúng em cảm thấy rất đỗi tự hào khi được là học sinh của trường, được học tập và lớn lên dưới mái trường này. Tiếp theo chương trình, em xin trân trọng kính mời cô Đỗ Thị Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Thượng lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo. Thưa các vị đại biểu, đại diện cho các khóa học sinh cũ của trường. Thưa toàn thể các bạn học sinh, niên khóa 1999-2003. Hôm nay, hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi của toàn dân tộc, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Hội cựu học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Thượng, niên khóa 1999-2003, tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và tri ân các thầy giáo, cô giáo. Trước hết, cho phép tôi thay mặt các nhà trường trong toàn xã, trường Trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, xin được gửi tới các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn cựu học sinh lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho buổi hội khóa tri ân thầy cô mái trường của các bạn cựu học sinh 1999-2003 hôm nay sẽ thành công và mang lại nhiều niềm vui, nhiều ý nghĩa sâu sắc. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh thân mến. Xuân Thượng là một miền quê giàu truyền thống hiếu học và ấm áp nghĩa tình. Những truyền thống ấy được các thế hệ người Xuân Thượng gìn giữ và phát huy từ nhiều năm qua. Mái trường chính là nơi khởi nguồn, vun đắp cho những giá trị tốt đẹp ấy, là cái nôi để nuôi dưỡng các thế hệ học sinh khôn lớn trưởng thành. Trường phổ thông cơ sở Xuân Thượng được thành lập từ năm 1975-1976. Đến năm 1993-1994 lại được tách riêng thành trường tiểu học và trường trung học cơ sở. Trải qua mấy chục năm xây dựng và phát triển với biết bao nhiêu thăng trầm, đến nay hai ngôi trường vẫn luôn là niềm tự hào của các thế hệ những người con quê hương. Chính tại mái trường này, lớp lớp học sinh của quê hương đã được chắp cánh ước mơ, lớn khôn, trưởng thành, bay cao, bay xa trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó có tập thể học sinh niên khóa 1999-2003. Và hôm nay, sau 20 năm chia tay với các bạn học sinh lớp 9 năm học 2002-2003, nhà trường chúng tôi được đón các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh cũ trở về thăm trường, được đón nhận tình cảm, những lời chúc, những món quà đầy ý nghĩa của các bạn tặng các nhà trường. Chúng tôi vô cùng phấn khởi, xúc động và tự hào. Thay mặt thầy và trò các nhà trường, xin được trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, các thầy, các cô và toàn thể các bạn cựu học sinh. Các bạn cựu học sinh thân mến, 20 năm từ ngày các bạn học sinh ngồi đây rời mái trường mến yêu là một quãng thời gian chưa dài, cũng không hề ngắn. Thời gian ấy đủ làm cho mái tóc thầy cô thêm bạc, nhưng cũng đủ để giúp các bạn trưởng thành và ổn định trong cuộc sống. Sau khi tạm biệt mái trường, các bạn đã lựa chọn cho mình những con đường đi khác nhau. Có bạn tiếp tục học lên trung học phổ thông rồi vào giảng đường đại học. Có bạn đi học nghề, có bạn ở lại quê hương trực tiếp lao động sản xuất. Qua ban liên lạc của khóa, tôi được biết nhiều bạn đã thành đạt trong các lĩnh vực của cuộc sống. Có các bạn làm kỹ sư, bác sĩ, có bạn là thầy giáo, cô giáo, có bạn là các nhà doanh nghiệp. Và dù ở hoàn cảnh nào, cương vị nào thì cũng có thể khẳng định rằng sau 20 năm các bạn đã thực sự trưởng thành và ổn định cuộc sống của mình. Những gương mặt thơ ngây trong sáng của 20 năm về trước không còn nữa. Thay vào đó là ánh mắt tự tin, là bước đi vững vàng, chững chạc, đĩnh đạc của những chàng trai, cô gái trưởng thành. Nhưng dù năm tháng của các bạn có làm cho các bạn thay đổi nhiều thứ, nhưng nhìn vào ánh mắt các bạn, tôi thấy vẫn có một điều không hề thay đổi. Đó là tình cảm của các bạn với quê hương, với mái trường, với thầy cô, bè bạn. Nó luôn chân thành, trong sáng và thủy chung.
bản thân tôi, mặc dù 20 năm về trước không trực tiếp được đồng hành cùng các bạn, không có những kỷ niệm sâu sắc của 20 năm về trước với các bạn như các thầy, các cô ngồi đây, nhưng tôi vẫn phải khẳng định rằng tôi cũng như tất cả các thầy, các cô ngồi đây rất vui mừng và tự hào về các bạn. Vui mừng, phấn khởi vì các bạn đã thực sự trưởng thành, và tự hào vì biết rằng trong sự trưởng thành ấy của các bạn có một phần công sức của đồng nghiệp mình, của mái trường mà mình đang công tác. Xin chúc cho các bạn luôn mạnh khỏe, chân cứng, đá mềm trên con đường mà mình đã lựa chọn, vững vàng và thành công hơn nữa, để luôn xứng đáng là học sinh trưởng thành từ mái trường của quê hương sân thượng mến yêu. Chúng tôi luôn mong muốn và tin tưởng rằng các bạn đã, đang và sẽ làm rạng danh truyền thống tốt đẹp của nhà trường chúng ta, sẽ là những tấm gương sáng để các thế hệ học sinh học tập và noi theo, đúng như mong muốn của nhà trường chúng tôi. Ngày hôm nay, học sinh tự hào về nhà trường, thì ngày mai, nhà trường tự hào về học sinh. Một lần nữa, xin được chúc mừng các bạn và trân trọng cảm ơn những tấm lòng, tình cảm mà các bạn đã dành tặng các nhà trường chúng tôi. Các thầy giáo, cô giáo kính mến, có một danh nhân đã từng nói, bất kỳ một con người nào trên cuộc đời này, dù là những người bình thường hay các bậc vĩ nhân, đều phải trải qua sự bế ẵm của cha mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô. Thế hệ các bạn cựu học sinh ngồi đây có được như ngày hôm nay, một phần là nhờ công dạy dỗ của các thầy, các cô. Và ngược lại, sự trưởng thành của học sinh mình là niềm vui, là niềm hạnh phúc vô bờ, là hoa thơm, trái ngọt, là thành quả mà cả cuộc đời mình, các thầy, các cô đã không tiếc công sức, mồ hôi, thậm chí cả nước mắt để chăm sóc, vun trồng. Ngày dạy học thật vất vả, gian lao, nhưng thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, bởi vì đó là nghề tuy không trồng cây vào đất nhưng lại tặng cho đời những đóa hoa thơm. Những đóa hoa thơm ấy chính là lớp lớp học trò, trong đó có các bạn cựu học sinh ngồi đây hôm nay. Và chắc chắn một điều rằng, nếu được hỏi các thầy các cô, nghề giáo vất vả như vậy, nhưng nếu được lựa chọn lại, các thầy các cô có tiếp tục làm nghề giáo? Tôi tin chắc rằng câu trả lời vẫn có, bởi vì đúng như một nhà thơ đã từng viết: ai đó hỏi tôi nếu được chọn có tiếp tục nghề dạy học, tôi sẽ trả lời rằng vẫn ước. Vì nghề giáo có niềm vui mà nghề khác không có được, là chăm sóc cây đời, được ghi nhớ, tri ân. Các thầy, các cô chính là những người đã gây dựng, tạo lập nên truyền thống vẻ vang của nhà trường, thắp lên ngọn lửa trong mỗi trái tim trẻ thơ của các bạn học sinh khi các bạn còn ngồi trên ghế học trường, khi các bạn còn là những cô cậu học trò tinh nghịch, đáng yêu, để rồi ngọn lửa ấy sáng mãi, cháy mãi trong trái tim trai trẻ của các bạn khi đã khôn lớn trưởng thành. Hôm nay được đón các thầy các cô, những người đã không tiếc công sức tạo dựng lên truyền thống tốt đẹp của nhà trường, thay mặt thế hệ các nhà giáo đi sau, tôi xin được trân trọng cảm ơn các thầy, các cô, kính chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe, an lành trong cuộc sống. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh thân mến. Về phía nhà trường chúng tôi, sau 20 năm các bạn cựu học sinh xa trường, các nhà trường vẫn không ngừng ổn định và phát triển. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh luôn nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, xây dựng chi bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần đưa các nhà trường ngày càng phát triển về mọi mặt. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục của các nhà trường luôn được giữ vững và ổn định. Cơ sở vật chất thì khang trang, sạch đẹp. Đến nay, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, của các ban ngành đoàn thể, của các thầy giáo, cô giáo cũ và các thế hệ học sinh, với sự nỗ lực, cố gắng của thầy trò, cả ba nhà trường của xã Xuân Thượng đều đã được công nhận là trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh sạch đẹp an toàn. Đây là một niềm vinh dự vẻ vang cho thầy và trò các nhà trường chúng tôi, góp phần xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh thân mến,
trở về thăm trường cũ, các thầy, các cô và các bạn cựu học sinh được chứng kiến một diện mạo hoàn toàn mới của nhà trường. Một diện mạo chắc chắn, khang trang, sạch đẹp và đầy đủ hơn rất nhiều so với 20 năm về trước. Có được diện mạo ấy chính là nhờ vào sự đầu tư, xây dựng của địa phương, của nhân dân, trong đó có sự ủng hộ của các thế hệ cựu học sinh. Trong buổi gặp mặt đầy vui tươi phấn khởi này, tôi cũng vui mừng báo cáo với các vị đại biểu, các thầy, các cô và các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003 về sự ủng hộ của các cựu học sinh các khóa trước. Đó là nhà trường chúng tôi trong những năm qua đã được đón rất nhiều thế hệ học sinh cũ trở về thăm, ủng hộ vật chất cho nhà trường như cựu học sinh khóa 1988-1992, cựu học sinh khóa 1989-1993, cựu học sinh khóa 1995-1999, cựu học sinh khóa 1996-2000, cựu học sinh khóa 1997-2001, cựu học sinh khóa 1988-1997 đã về thăm và tặng nhà trường rất nhiều trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học như bóng bàn, tivi, máy vi tính, loa, âm ly, lán xe. Trong đó có những khóa học sinh không chỉ trở về thăm trường một lần mà đã hai lần trở về thăm trường như các bạn cựu học sinh khóa 1988-1997. Thay mặt thầy và trò các nhà trường, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn tất cả các thế hệ học sinh cũ. Mặc dù các bạn còn gặp không ít nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, mặc dù dòng chảy của cuộc đời luôn cuồn cuộn, có lúc tưởng như nhấn chìm và cuốn trôi, nhưng trong trái tim các bạn vẫn dành một chỗ đứng cho các thầy, các cô, cho mái trường tuổi thơ. Đó là chính là điều mà chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhận ở các bạn, những thế hệ học sinh đang lớn lên từ mái trường Xuân Thượng mến yêu. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn cựu học sinh thân mến, chúng tôi được biết rằng để có được lần trở về này, tất cả các bạn học sinh ngồi đây, đặc biệt ban liên lạc của khóa đã có sự chuẩn bị chu đáo, từ việc xây dựng kế hoạch đến việc quy tụ kết nối toàn khóa, chuẩn bị kinh phí. Và đến giờ phút này có thể khẳng định rằng kế hoạch cho sự trở về của 20 năm của các bạn đã thành công rực rỡ và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Gặp mặt 20 năm ra trường của cựu học sinh trường Trung học cơ sở Xuân Thượng niên khóa 1999-2003 trong ngày hôm nay là một hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó không đơn thuần chỉ là một cuộc tụ họp của thầy, của tình thầy trò, tình bè bạn, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta ngồi đây được quay trở về với những kỷ niệm tốt đẹp của thời học sinh, cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng tri ân mái trường, tri ân thầy cô và để rồi cùng phấn đấu giành thêm nhiều thành công mới. Với ý nghĩa sâu sắc ấy, các thầy, các cô có quyền tự hào hơn về mái trường mà các thầy, các cô đã gắn bó nhiều năm. Các bạn cũng sẽ tự hào hơn về nơi mình đã gắn bó và trải qua những năm đèn sách. Và ngược lại, mái trường, thầy cô cũng tự hào hơn về các bạn. Cuộc hội ngộ hôm nay cũng là động lực tiếp bước cho thầy và các nhà trường chúng tôi phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học này và những năm học tiếp theo. Các nhà trường chúng tôi luôn mong muốn nhận được ở lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương và các thế hệ thầy cô, các thế hệ học sinh sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ về mọi mặt, để các nhà trường chúng tôi phát triển xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của các vị đại biểu, các thầy, các cô và các thế hệ học sinh dành cho các nhà trường. Tình cảm và lòng tri ân của các bạn cựu học sinh dành cho các nhà trường, thầy cô cũng nhắc nhở chúng tôi phải có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp truyền thống của nhà trường, để khi được đón các bạn trở về thăm trường, các bạn sẽ luôn tự hào về mái trường, nơi đã nuôi dưỡng mình lớn khôn. Cánh cổng nhà trường luôn rộng mở để đón nhận tình cảm và tấm lòng của các thế hệ học sinh cũ khi trở lại thăm trường. Cuối cùng, một lần nữa xin được kính chúc các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn cựu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Mãi mãi là những chùm quả ngọt, là những mùa vàng chín bông của các thầy, các cô của nhà trường. Cũng qua các bạn cựu học sinh, chúng tôi xin được chuyển tới tất cả thế hệ học sinh cũ của các nhà trường một bức thông điệp. Đó là mái trường trên quê hương Xuân Thượng của chúng ta, nơi từng chắp cánh ước mơ cho các bạn, luôn luôn rộng mở cánh cổng, sẵn sàng chào đón các bạn quay trở về thăm trường cũ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn học sinh thân mến. Trong buổi hội khóa hôm nay, các nhà trường chúng tôi cũng có bó hoa tươi thắm xin được gửi tới toàn thể tập thể khóa học sinh 1999-2003. Xin trân trọng mời một bạn đại diện cho ban liên lạc nên nhận hoa của các nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các bạn cựu học sinh. Cũng nhân buổi hội khóa hôm nay, cho phép tôi xin được gửi tặng tất cả các thầy, các cô, các vị đại biểu và các bạn cựu học sinh một bài thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ viết về tuổi học trò, về những cảm xúc của lứa tuổi học trò đối với thầy cô, với mái trường và cả những rung động đầu đời của tình yêu đôi lứa. Bài thơ Chiếc lá đầu tiên. Anh thấy không, tất cả đã xa rồi. Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ, tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế. Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say, trùng vượng hồng yêu dấu rời tay. Con ve trong veo xé đôi hồ nước, con ve tiên tri vô tâm báo trước, có lẽ một người cũng bắt đầu yêu. Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, bài hát đầu xin hát về trường cũ. Một lớp học bâng khuâng màu xanh dù, sân trường đêm rụng xuống trái vàng đêm. Nỗi nhớ đầu em nhớ về anh, nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế. Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi? Có một nàng bạch tuyết các bạn ơi, với lại 7 chú lùn rất quấy. 10 chú chứ nhìn xem trong lớp ấy, ôi những trận cười trong sáng cứ lao sao. Những chuyện năm nào, những chuyện năm nào, cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy. Mùa hoa mơ, rồi đến mùa phượng cháy. Trên trán thầy, tóc có bạc thêm. Thôi hết thời cái bím tóc ngủ quên, hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ. Quả đã ngọt trên mấy cành đu đù, hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi. Em đã yêu anh đã xa rời. Cây bàng hẹn hò, chìa tay vẫy mãi. Em nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại, không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Xin hết ạ, xin chân trọng cảm ơn. Thay mặt cho niên khóa, xin cảm ơn lời phát biểu rất chân tình và ý nghĩa của cô. Kính chúc cô và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô và các bạn, hôm nay trong niềm vui hân hoan phấn khởi được gặp mặt nhau sau hơn 20 năm xa cách, chúng em xin được mời lên sân khấu thầy Nguyễn Thanh Thế, nguyên hiệu trưởng trường trung học cơ sở, lên phát biểu về buổi lễ kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và Công an xã. Kính thưa ông Phạm Xuân Trường, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ. Ông Hoàng Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Đỗ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Ông Vũ Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Và ông Vũ Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Ông Đặng Văn Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Bà Mai Thị Dung, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Và ông Nguyễn Minh Hải, trưởng Công an xã. Một điều tôi rất phấn khởi, có lẽ từ khi
ra trường đến nay sau 13 năm nghỉ hưu, lần đầu tiên tôi được gặp cán bộ, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc và công an xã đến dự cái lễ mà kỷ niệm 20 năm của học sinh ra trường đông và đầy đủ như hôm nay. Đề nghị các em nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa các thầy cô giáo của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã nghỉ hưu và đang công tác. Một điều tôi rất phấn khởi là gặp lại các thầy các cô, và đặc biệt ba cô giáo chủ nhiệm lớp 9A cô Hường, lớp 9B cô Hậu và lớp 9C cô My của khóa học sinh 99-2003 về gặp mặt tại trường và tri ân các thầy cô giáo. 103 em của ba lớp A, B, C trên 174 em, đây là một điều rất đáng quý. Và nhìn các em múa cái điệu múa mà cô bộ đội với lại chú dân tộc rất là hay, chú dân tộc Thái rất là hay. Và có những điệu nhảy của các em nữ mà tôi tưởng không tưởng các em đã 35 tuổi. Và hai em mà song ca lúc đầu tôi tưởng là các em mới ra trường, một điều rất vui và phấn khởi. Mà nhận được cái danh mời của các em về ngày 30 tháng 3, tôi tưởng là các em chuẩn bị khá công phu và đầy đủ. Và một điều gặp mặt hôm nay rất là phấn khởi. Một điều nữa, tôi thường theo cái kiểu 12 con giáp ấy, thì tôi cho các em sinh năm 88, đây là 114 con rồng vàng, 117 con rồng vàng, hôm nay có 103 con về dự cái lễ tri ân hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Bây giờ tất cả học sinh các em ra trường đến nay đã 35 tuổi, đây là cái tuổi sung sức nhất. Sau khi ra trường thì các em, người học lên, người đi lao động, người đi công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Hôm nay các em trở về trường, như chúng ta đã biết, người ta có hàng trăm ngả đi, nhưng chỉ có một lối về, đó là quê hương và nhà trường. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo kính mến, các em học sinh thân mến, sau 48 năm đất nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội và chúng ta đã xây dựng đất nước ta đúng như lời Bác dạy, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhìn lại quê hương ta trước đây, huyện Xuân Trường cả huyện chỉ có một cái xe ô tô 24 chỗ đi Nam Định và Hà Nội, thì bây giờ nhà nào cũng đã có xe con riêng. Điện đường trường trạm của xã ta đứng đầu huyện Xuân Trường, và nông thôn mới cũng đứng đầu huyện đi trước. Và nhà trường của chúng ta từ thành lập từ năm 1966 đến nay, nhưng cái phòng học ngày trước ấy, ở trong chỗ sau nhà văn hóa và chỗ cái phòng công an làm việc, sau đó được rỡ đi và xây ra ngoài chỗ tiểu học. Thì tiểu học và trung học cơ sở học chung, gọi là phổ thông cơ sở. Cái trường phổ thông cơ sở thì cấp 2 học buổi sáng, cấp 1 học buổi chiều. Và ngày 1 tháng 9 năm 1993 chia tách làm hai trường, không gọi là cấp 1-2 nữa, mà gọi là tiểu học và trung học cơ sở. Khi tách rồi thì cấp 2 vẫn học chung với cấp 1. Và đến năm 1994 thì đảng ủy, ủy ban xã quyết định xây 8 phòng học mới này. Như vậy năm 1994 thì chúng ta có 8 phòng học này. Nhưng sau đó vẫn thiếu phòng chức năng, thì đảng ủy, ủy ban xã thì quyết định xây cho chúng ta 6 phòng ở phía sau năm 2005. Nói qua thì cảm thấy cái cơ sở vật chất nó tiến bộ nhanh. Và cái nhà đa năng cũng được mới xây gần đây. Một cái cơ ngơi mà chúng ta thấy một cái xã của chúng ta không có nguồn thu, mà như vậy xây dựng như này mà lại không có tài trợ là tuyệt vời. Điện đường trường trạm được khang trang và tươi đẹp như hôm nay. Và đặc biệt khu làm việc trung tâm của xã ta, rồi khu nghĩa trang liệt sĩ của các anh bộ đội đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ được yên nghỉ. Rất là đẹp. Và chúng ta về quê mỗi lần thì các em thấy, trước đây như tôi đã nói, cả huyện Xuân Trường có một cái ô tô 24 chỗ, thì bây giờ đường dòng ngõ xóm nào cũng có ô tô con, cũng có xe vận tải, và có lẽ nên nối đuôi nhau. Như cụ sư ấy, cụ nói là cụ cũng cho đến 190 cái xe, vâng, cầu an cho gia đình. Đó là một điều kinh tế cực kỳ phát triển. Các thầy, các cô kính mến, các em học sinh thân mến, các em trong trường,
trung học cơ sở hôm nay, các em đã về với nhà mái trường xưa đã tròn 20 năm. Đây là lúc các em mà chúng ta thấy ôn lại cái quá trình học tập rồi học lên, trưởng thành và đi công tác. Hiện nay tôi biết rất nhiều em đã có, nếu nói con bồng con bế thì không đúng, nhưng đã có con để dắt đi chơi, ngồi xe máy và đi khắp nơi, từ Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng và Quảng Ninh. Và thậm chí có em đã đi du lịch Thái Lan, Singapore và đi các nước châu Âu. Đây là một điều rất trưởng thành và đúng như nhà thơ tôi viết đấy. Như vậy thì xưa là rừng núi là đêm, giờ thêm sông biển ngay thêm ban ngày. Ta đi trên trái đất này, giang tay bè bạn vui vầy bốn phương. Các em đi khắp mọi miền của Tổ quốc, giờ trở về mái trường xưa. Tôi có cảm nhận hôm nay gặp các em rất là phấn khởi. Sau hơn 13 năm nghỉ hưu mà gặp này các em, tôi tưởng như mới ngày nào. Các em rất tươi trẻ và không thể tưởng tượng được các em đã 35 tuổi dương lịch và 36 tuổi âm lịch, cái tuổi con rồng vàng hôm nay. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các em tuổi con rồng vàng làm ăn phát đạt, tiền đi trước, vàng đi sau, hai thứ chen nhau, chui vào két sắt. Phần để mua đất, phần để làm nhà, một phần dưỡng già, một phần theo ta đi làm từ thiện. Xin hết. Xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân tình và ý nghĩa của em. Xin trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất ý nghĩa và chân tình của thầy. Thầy mãi là thầy của chúng em, vẫn luôn luôn căn dặn chỉ bảo cho chúng em. Xin cảm ơn thầy, xin chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay trong niềm vui hân hoan phấn khởi được gặp nhau sau 25 xa cách, chúng em xin kính mời cô Nguyễn Thị Tấn, nguyên phó hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Thượng năm xưa lên phát biểu về buổi lễ kỷ niệm. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, thật là bồi hồi xúc động nhận được tin của các em niên khóa 1999 2003 về tri ân gặp mặt các thầy cô giáo cũ. Tôi thay mặt cho các thầy cô giáo cũ của trường cấp 1 năm xưa có đôi lời cảm tưởng. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em, lời đầu tiên xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chào sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, thầy cô giáo cùng toàn thể các em, đúng là người ta thường nói không có thầy đỗ bày làm nên. Mới ngày nào các em còn nhỏ bé đến trường gặp các thầy cô giáo, bạn bè cái gì cũng còn bỡ ngỡ, không quen thầy không quen bạn. Nhưng nhờ sự dạy dỗ của các thầy cô giáo qua từng lớp, các em đã lớn khôn. Nhất là giờ đây nhìn lại các em nào cũng trưởng thành và thành đạt. Có nhiều em là kỹ sư, bác sĩ, có nhiều em mở mang các công trình lớn, có nhiều em lại theo nghề của các thầy cô giáo cũ, có nhiều em. Hôm nay chúng tôi thật là vui mừng phấn khởi, các thầy cô giáo cũ rất tự hào về các em. Các em đã đem ánh sáng tỏa khắp mọi nơi trên khắp miền Tổ quốc. Thật là kỳ diệu về khoa học của các em. Hôm nay đây, các em lại về tri ân với các thầy cô giáo năm xưa. Đúng là uống nước nhớ nguồn. Các thầy cô giáo năm xưa còn trẻ, nhưng bây giờ nhìn lại các thầy cô giáo đã già, chân trầm, mắt mờ, không còn như xưa nữa. Nhưng tình cảm thầy trò lúc nào cũng lưu luyến bên các em. Hôm nay, các em về tri ân với các thầy cô giáo đã xa cách 20 năm. Thật là vui và phấn khởi. Xin chúc các em vui vẻ, khỏe, hạnh phúc, hăng say trên bước đường công tác tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây, tôi xin phép đọc mấy câu thơ. Nội dung là được gặp các em. Tuổi cao nay thấy rất vui, về đây gặp mặt ai ai cũng mừng, gặp nhau tay bắt mặt mừng, bao nhiêu năm ấy vui mừng. Hôm nay về trường từ thuở đôi mươi, gần nhau quá nửa đời người còn chi. Thời gian lặng lẽ trôi đi, hôm nay gặp mặt còn gì vui hơn. Dù rằng tóc đã pha sương, miệng cười đôn hậu tình thương dạt dào, thầy cô tình nghĩa thanh cao, gặp nhau xin chúc lời chào tình thương.
Xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu đầy ý nghĩa và xúc động của cô Nguyễn Thị Tấn ạ. Xin kính chúc cô và gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô và các bạn, tại buổi gặp mặt kỷ niệm hôm nay, chúng ta vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo địa phương đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thượng. Sau đây, xin trân trọng kính mời ông Phạm Xuân Trường, Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thượng lên phát biểu động viên và chúc mừng. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các thế hệ thầy cô giáo, thưa các bạn học sinh, cựu học sinh thân mến, hôm nay tôi rất vui mừng phấn khởi được về dự buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003. Trường Trung học cơ sở xã Xuân Thượng được tổ chức đúng dịp dỗ tổ Hùng Vương kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu, khách quý, các thế hệ thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường hội khóa 1999-2003 thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn cựu học sinh thân mến, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ nhất, ý nghĩa nhất của các bạn. Được gặp lại các thầy cô giáo, được gặp lại bạn bè cũ, được trở lại ngôi trường xưa nơi các bạn đã từng học tập. Đây cũng là dịp để các bạn tri ân các thầy cô giáo, ôn lại những kỷ niệm thủ học trò. Cũng là dịp để các bạn trao đổi, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, để rồi cùng nhau phấn đấu để đạt được ước mơ hoài bão của mình. Từ những cô cậu học trò nhút nhát năm nào, nay các bạn đã khôn lớn và trưởng thành. Có bạn hiện là kỹ sư, bác sĩ, là doanh nhân. Có bạn là thầy giáo, cô giáo. Có bạn đang là cán bộ, công chức. Nhưng cũng có bạn đang làm nghề tự do, buôn bán, kinh doanh. Dù các bạn có làm bất cứ việc gì, ở nơi đâu, thì các bạn cũng luôn cố gắng phấn đấu để trưởng thành. Các bạn luôn nhớ về quê hương, nhớ về các thầy cô giáo và có những đóng góp xây dựng cho quê hương. Với vai trò trách nhiệm của mình cũng như các đồng chí lãnh đạo địa phương, chúng tôi luôn theo dõi và ủng hộ hoạt động của các thế hệ học trò, trong đó có hội khóa 1999-2003 của các bạn. Chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng vàng của các bạn đã quan tâm và ủng hộ về địa phương, cùng chung tay, chung sức đồng lòng xây dựng xã Xuân Thượng của chúng ta ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các bạn, nhân dịp này chúng tôi cũng được gặp lại các thế hệ thầy cô giáo, nguyên là lãnh đạo nhà trường, các thầy cô giáo đang nghỉ hưu, các thầy cô giáo đang công tác trong ngành giáo dục xã nhà. Chúng tôi rất cảm động và biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo đã có nhiều công lao đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà trong thời gian vừa qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa các bạn, đến thời điểm này chúng ta có thể tự hào rằng nền giáo dục xã nhà trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều cố gắng để đóng góp chung vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2022. Xin kính chúc các thầy cô giáo và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Mong muốn các thầy cô tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp giáo dục chồng người của địa phương. Chúc các bạn cựu học sinh khóa 1999-2003 nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Về dự buổi gặp mặt kỷ niệm hôm nay, thay mặt lãnh đạo địa phương có bó hoa tươi thắm gửi đến chúc mừng các bạn hội khóa 1999-2003. Xin trân trọng kính mời một bạn thay mặt cho hội khóa lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn, về tham dự buổi lễ 20 năm ngày ra trường hôm nay, đại diện cho
hội học sinh các niên khóa có bó hoa tươi thắm dành tặng cho khóa chúng ta. Xin mời bạn Nguyễn Thế Truyền, đại diện cho niên khóa đi nhận hoa. Xin trân trọng kính mời chị Vũ Thị Loan, đại diện cho hội học sinh niên khóa 1982 đến tặng hoa. Mời chị Nguyễn Thị Tình, đại diện cho hội học sinh niên khóa 1986 để tặng hoa. Xin trân trọng kính mời chị. Xin mời bạn Vũ Đức Chính ra nhận hoa. Mời anh Vũ Văn Lượng, đại diện cho hội học sinh niên khóa 1983 đến tặng hoa. Xin trân trọng kính mời anh. Xin mời bạn Vũ Đức Chính đã nhận hoa. Trường mầm non Xuân Thượng lên sân khấu.
cô đã dạy bảo dìu dắt chúng em trong con đường học sinh. Niên khóa 1999-2003, món quà nhỏ kỷ niệm kính tặng các thầy các cô nhân dịp 20 năm gặp mặt. Xin mời bạn Đinh Văn Phi và bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai lên sân khấu để tặng hoa và quà các thầy cô. Xin kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Thanh Thế, nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Thượng. Thầy Vũ Văn Điển, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Thượng. Cô Nguyễn Thị Tấn, nguyên hiệu phó trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Đỗ Thị Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Thượng. Thầy Vũ Đức Dũng, phó hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Xuân Thượng. Cô Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Nguyễn Thị Thu Hiền, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Mai Thị Hoa, nguyên hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Thượng. Cô Vũ Thị Duyên, hiệu trưởng trường Mầm non xã Xuân Thượng. Cô Đỗ Thị Lan Hương, phó hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Thượng. Cả nhà nhìn con ạ. Cảm ơn các thầy cô và hai bạn. Xin kính mời lên sân khấu các thầy cô, nguyên là giáo viên trường Trung học cơ sở Xuân Thượng. Em xin kính mời cô Phạm Thị Thơ, cô Vũ Thị Vân, cô Nguyễn Thị Hoa, cô Nguyễn Thị Xuân, cô Nguyễn Thị Thường, cô Phạm Thị Lân, cô Vũ Thị Loan, cô Đặng Thị Lụa, cô Phạm Thị Hoa, cô Nguyễn Hồng Thúy, cô Nguyễn Thị Tươi, cô Phạm Thị Mến, thầy Nguyễn Văn Lập, cô Phạm Thị Hường, cô Đặng Thị Hậu, thầy Nguyễn Văn Thế, cô Vũ Thị Thúy, cô Nguyễn Thị Phượng, cô Đào Thị My. Xin trân trọng mời lên sân khấu ạ. Xin mời lên sân khấu hai bạn Vũ Văn Bộ và bạn Vũ Văn Tới lên trao quà cho các thầy cô. Cô. Cô Nguyễn Thị Ngã, cô Vũ Thị Mơ, cô Vũ Thị Nhạc, cô Bùi Thị Mai, cô Nguyễn Thị Đằng, cô Trần Thị Vượng, cô Đặng Thị Hường, cô Phạm Thị Thơ. Thank you.
cảm ơn các cô giáo và các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô và các bạn, khuyến học khuyến tài là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Để thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, những thế hệ học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn xã, liên khóa chúng em cũng có một món quà nho nhỏ xin được gửi tới hội khuyến học xã nhà nhằm góp phần động viên khen thưởng những em có thành tích cao trong học tập. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Hoa, nguyên giáo viên trường trung học cơ sở Xuân Thượng, chủ tịch hội khuyến học xã Xuân Thượng lên nhận quà. Trân trọng kính mời bạn Mai Thị Vân, đại diện cho liên khóa lên tặng quà. Xin trân trọng kính mời. Để tri ân các thầy cô đã về nghỉ hưu, nên khóa chúng em có món quà nhỏ gửi tặng đến hội cựu giáo chức xã Xuân Thượng. Xin mời bạn Hoàng Thị Huyền, cũng là một cô giáo đang công tác tại trường tiểu học Xuân Thượng, nên tặng quà cho hội. Xin kính mời đến sân khấu bà Đỗ Thị Phòng, chủ tịch hội cựu giáo chức xã Xuân Thượng, nên nhận món quà nhỏ của liên khóa. Xin trân trọng kính mời bà. Trường được bố mẹ chăm lo cho ăn cho học, được thầy cô dạy dỗ nên người. Chúng ta là những thế hệ học sinh đi trước đã và đang thành công trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại thế hệ học sinh hôm nay, còn có rất nhiều em học sinh đang tuổi cắp sách tới trường nhưng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi bố, mồ côi mẹ, được hội phụ nữ xã nhà nhận giúp đỡ, hỗ trợ hàng tháng. Hôm nay liên khóa 1999-2003 có món quà nhỏ tặng chương trình mẹ đỡ đầu của hội phụ nữ xã nhà, với mong muốn giúp đỡ các em học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống. Xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thế Truyền lên trao quà, mời bạn Mai Thị Vân đại diện cho hội phụ nữ xã lên nhận quà. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô, thưa các bạn. Tiếp theo chương trình, hội khóa chúng em có món quà nhỏ kính tặng vào quỹ vì người nghèo của mặt trận Tổ quốc xã Xuân Thượng, với mong muốn chung tay cùng địa phương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Xin kính mời lên sân khấu bà Mai Thị Dung, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lên nhận quà. Xin trân trọng kính mời bạn Đặng Thị Hồng lên tặng quà. Thầy cô và các bạn, sau 20 năm ngày trở về, thật tự hào khi quê hương mình ngày càng được đổi mới khang trang, đã được công nhận là xã kiểu mẫu. Chúng em có món quà nhỏ, mong muốn được góp một phần để xây dựng quê hương Xuân Thượng. Món quà là một bộ dụng cụ thể dục thể thao trị giá 20 triệu đồng. Sau đây xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thế Truyền, bạn Vũ Đức Trình đại diện cho hội khóa lên tặng quà. Trân trọng kính mời ông Hoàng Cường, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã lên nhận món quà của hội khóa. Xin trân trọng kính mời ông. Thank you.
theo chương trình, xin kính mời bạn Vũ Đức Trình, đại diện cho hội học sinh niên khóa 1999-2003, đại diện cho ban tổ chức, nên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời bạn. Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn cựu học sinh thân mến, chương trình kỷ niệm 22 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 1999-2003, trường trung học cơ sở xã Xuân Thượng đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức chương trình, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Xuân Thượng, ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở xã Xuân Thượng, quý thầy cô giáo, nguyên là ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp và thầy cô giáo đã giảng dạy chúng em trong những năm qua. Sự quan tâm giúp đỡ, những tình cảm quý báu mà các vị đại biểu, quý thầy cô dành cho chúng em đã tạo lên buổi lễ trang trọng, đầm ấm, vui tươi và ý nghĩa. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ban liên lạc ba lớp đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc, dù có mặt hay không có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay, đã nhiệt tình tham gia, ủng hộ, giúp đỡ chúng tôi để buổi gặp mặt 25 ngày ra trường đạt được kết quả ngoài mong đợi. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn cựu học sinh niên khóa 1999-2003, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn ngày càng thành đạt trong cuộc sống. Chúc chúng ta ngày càng khang trang và phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa thầy cô kính yêu, thưa các bạn, có một câu thơ: cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng. Cứ tự nhủ đó là bụi phấn, mà sao lòng xao xuyến mãi khôn nguôi. Hôm nay được gặp mặt thầy cô và các bạn tại ngôi trường thân yêu này, chúng em là đối với chúng em đó là một vinh hạnh, một sự may mắn lớn. Xin cảm ơn thầy cô đã bớt chút thời gian về đây với chúng em. Cảm ơn các bạn đã cho chúng mình cơ hội được gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm năm xưa. Buổi lễ kết thúc, nhưng dư âm sẽ còn mãi trong tim của tất cả chúng ta. Tiếp theo, xin nhờ bạn Việt và bộ phận tiếp tân chuẩn bị bàn cắt bánh và rót rượu. Xin kính mời thầy Nguyễn Thanh Thế, thầy Vũ Đức Dũng, cô Nguyễn Thị Tấn, cô Đỗ Thị Huệ lên sân khấu để cắt bánh khép lại một buổi kỷ niệm thành công, gắn kết chúng ta xích lại gần nhau hơn. Thầy Dũng và cô Huệ rót rượu ạ. Xin nhờ bộ phận tiếp tân, các bạn triển khai mời rượu thêm các quý vị đại biểu, các thầy cô. Chân tình theo hình ảnh như một câu chuyện kể, vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi đường lặng lẽ, ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sau khi dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo tính toán, chuyện áo cơm lợi danh, chuyện bán luôn các tình cảm, cả trí tuệ, lại có những dòng nhạc thảnh thơi nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát Đừng Lo Toan của mình ngày nào. Xin kính mời tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng các bạn, chúng ta cùng đứng dậy để lân nghi chúc mừng. Các bạn ơi! Chín nào! Chín nào! Chín xe ơi! 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
mình cùng các bạn mời ra với vòng tay lớn nào. Tay nói lại biết sao ta đi vòng tay lớn mãi để nói sao.
này, buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của liên khóa chúng ta đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu, thầy cô kính yêu và các bạn. Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các bạn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Suốt đời bên trang giao an như cánh buồm chờ đầy khát vọng, như cuộc đời thầy đơn sơ trên bục giảng, thầy lang thầm nhìn học sinh thân yêu, thầy lang thầm bên trang giao an cuộc đời, xin được là gió. Là mây là hoa thơm ngát và cóc thời gian vì đàn em thân yêu thắp lên trong tôi trái tim người chiến sĩ, xin hòa lời hát, xin hòa lời ca, hát mãi về người thầy, thầy là quê hương, thầy đẹp trong câu hát bạc tóc thời gian vì đàn em thân yêu hát mãi khúc ca tự hào về người thầy. Ngồi lại bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu khác xa lâu rồi, giờ ở bên nhau hát ca vui buồn, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao hương vọng, nắm chặt tay nhau ta bước thẳng vào. Nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng ca tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ngày buồn với bạn đồng, những sáng sớm cao ngay để nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau.
tùng. Lại bên nhau cùng hai ba tùng hai ba tùng bên nhau yêu đất xa lời rồi ngồi bên nhau hát ca vui đùa truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè ngồi gần bên nhau kể chuyện nhau nghe chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta về ngày xa xưa ở bên ngôi trường về ngày hôm nay với bao ước vọng nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười nhớ tiếng la tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân ai mà cuộc đời chúng ta mãi nhau hãy thắp sáng trong tim bạn bè những ước muốn với bao hy vọng những sẽ hô đối cả muốn phải nhỉ những sức sáng cho nhau nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười nhớ tiếng la tiếng hát thiết tha trong lòng và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau hãy thắp sáng trong tim bạn một hai ba một hai ba một những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ sông xứng đáng cho nhau những sóng gió bao tố có nhau trong đời và nhớ sông